Ok, hello quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh của em. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với Yomechidat. Oh shit, here Vâng, và ngày hôm nay thì em sẽ chơi cái level mang tên là I Spy My Little Eye nha quý vị. Như em đã nói với quý vị đó là cái level này nó rất là khó, nó có thể gọi là mất của em đâu khoảng đâu là 6-7 ngày đó. Và hiện tại bây giờ là em đang trong quá trình đó là học bài để mà thi luôn nha quý vị. Vậy quý vị thấy là bữa ngày hôm nay là ngày 10 nè đó. Và tới ngày 17, tới ngày 17 phải không ta? Đúng rồi, tới ngày 17 là em phải nộp bài nha quý vị. Nộp bài môn triết học nha quý vị. Triết học Mác Lênin nha quý vị. Mà hiện tại tới bây giờ là em vẫn chưa làm gì chân luôn. Thiệt luôn, em chưa sờ mói tới luôn mà em vẫn quay video cho quý vị coi là quý vị hiểu tấm lòng của em đối với quý vị như thế nào đó. Cho nên là quý vị hãy gọi là ủng hộ cho cái sự gọi là thương yêu của em dành cho quý vị bằng cách là quý vị bấm like và chạy view cho nó video này giùm em nha quý vị. Đây nha quý vị, đây cái level nè đó. Cái level này thì lúc trước á, gọi là em có tập luyện chơi trước quý vị, nhưng mà đó là câu chuyện của khoảng đâu 3-4 tháng trước đó. Lúc đó là em gánh cảnh thì em vô em tập thì em chơi tối đa được là 23% quý vị. Còn đây là cái lúc mà luyện tập nè quý vị, luyện tập thì đứng 100% luôn. Luyện tập thì hay lắm mà tới lúc chơi thì như cái đồ bò ta. Rồi ok, bây giờ thì em sẽ gọi là reset nha quý vị đó. Reset cái này là từ đầu. Ủa chết, ba cái này anh em reset được hả? Ôi chết rồi quý vị ơi, cái số liệu này nó reset không được rồi, cho nên là ok, để mình vô quốc thi đại đi quý vị. Em tính reset lại coi thử là chơi được nhiêu mạng, nhưng mà thôi lỡ không được rồi thôi. Ok. Chưa gì hết là thấy cái mùi ức chế nó bắt đầu rồi. Cái đi come on man, đừng có làm tao thất vọng chứ. Mà sao lắc ta. Ui, ui. Gọi cái sao mà biến ngay chỗ này nữa gọi, what the fuck. Khoan đợi chút, quý vị đem chỉnh cái quạt lại, cái chỉnh quạt lại xíu cho nó mát mát xíu ấy. Sao tự nhiên mà bứt rứt khó chịu người quá. Ê chết mẹ. Shit, mạng thứ tém trời. Khoan đợi chút, mở nhạc cho lớn lớn xíu. Ôi trời, mà cái khúc đó vẫn chưa qua được. Thôi nào bro, hãy cố gắng đi được 20% đi mà. Thôi nào bro, ta không muốn làm trễ hẹn bài triết học đâu bro. Cái đụng. Ủa sao nó lắc ta? Sao mà tôi cứ cảm giác nó bị lắc sao ấy? Bình tĩnh, tự tin chiến thắng. Ngày hôm nay nhất định phải được 20%. Cái điệt. Cái chỗ này bị quỷ ám cái gì vậy? Trời ơi, còn 2% nữa thôi mà sao mà kỳ cục quá vậy nè. Thôi nào men, thề luôn mày, không nhìn thấy được cái gì luôn á trời, thiệt luôn. Trời ơi, đừng có bấm vô cái cục này, trời ơi. Cái điện. Ôi, lại quên bấm rồi. Holy shit, kìa, tao bấm rồi mà. Trời, thường ngày kiểm tra có 5 điểm, 5 điểm hoài luôn. Bây giờ vô tới đây vẫn cứ 5%, 5% hoài luôn. Trời. Thôi nào người anh em. Đúng rồi người anh em. Chúng ta đừng nên làm khôn nhem như vậy nữa. Không được rồi, luyện tập phát mới được. A few minutes later. Rồi, ok, tập gì được rồi. Má chết tao 71 mạng luôn. Ủa nó tôi luyện tập
chết tới 71 lần vậy mà nó không reset hả ta? Ồ vậy mà nó dân cộng vô luôn à? Đồ vụ này mới biết à. Nữa rồi lại nữa rồi, trời ơi. Lời nguyền nó ám nữa rồi, trời ơi. Lời nguyền mang con tích số 5. Em nghĩ cần mình cần nên đi tĩnh tâm lại quý vị ơi. Em nghĩ mình nên tĩnh tâm lại xíu. Ok. Trời ơi, đi đầu óc không tỉnh táo, thân thể thì gã rồi, bắt đầu ngáo rồi. Cái khúc đã qua rồi, tự nhiên đi buông tay làm gì không biết. Ôi trời ơi, ngáo con mẹ đó rồi. Đúng rồi, hay quá. Hay quá. Ôi ôi. Trời ơi, tại sao cái chỗ nó vẫn không thể nào qua được, là thấy đéo nào chứ cả. Yeah, số không tròn trình. Ui, ui. Bậy rồi, bậy rồi, bậy rồi, bậy rồi. Trời trời, là Phật làm ơn là bước cho con lên được 20% đi à. Con mệt mỏi lắm rồi. Con là 20%. Lại trời, là Phật cho lên 20% đi. Mệt mỏi quá rồi. Yeah, 20% chia 4. Oh my. Yeah, yeah. Yo, yo, what's up? Nó nhắc lên được 10% nữa. Trời ơi, sao mà nó khó khăn như thế nè. Oh, 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 wow, yes, yeah, hay quá, 20% rồi. Woo, yes. Tự nhiên em cảm thấy khó thở quý vị ơi. Em từng bị một lần rồi đó. Trong cái lúc mà em luyện tập em chơi cái màn này có một lần. Thôi nhiều quá tới mức rồi em tức tôi nói cái lòng ngực em kiểu như là nó bị tắc nghẽn đường thở luôn vậy. Tự nhiên bây giờ cảm thấy khó thở quá. Oh my god, trời ơi. Rồi ơi, đừng có bấm cái cục này, ta sẽ cứ bấm hoài vậy hả? Bà mẹ mày, mày ngu gì, mày ngu vừa vừa, tao chừa cho thiên hạ ngu với quỷ này thì chết. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Không được giận, không được giận, không được giận. Trên đời này có ba cái chúng ta nên tránh, là tham gì sân gì si. Trong cái sân là cái nóng giận, chúng ta không nên nóng giận. Nóng giận là giận tới mất hôn, không? Giận quá mất hôn mà không suy nghĩ điều gì hết. Bình tĩnh, bình tĩnh, không gì hết, không gì hết, đúng không? Tại sao phải giận, đúng không? Cái đụng má. Đi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tâm lại, bình tâm lại. Bình tâm lại, tĩnh tâm. Mình phải tĩnh tâm. Mình phải tĩnh tâm. Tĩnh tâm lại, tĩnh tâm lại. Điều 18 rồi, cố gắng lên 21 nào, cố gắng lên 21, khỏi 25 đâu, 21 được rồi. Tôi đau đớn, tôi gục ngã, tôi suy sụp, tôi bỏ cuộc. A few minutes later. Lần thứ 200. Nãy là 71, 71 mạng là của cái phần luyện tập. 200 mà trừ cho 71 ha. Nó sẽ ra được 129. Thử hơn 100 lần. Người ta là ta đây im lặng, trò chơi kết thúc, còn tôi thì ta đây im lặng, nước mắt một khúc. Ok. Thôi, bữa nay chắc tới đây quý vị thôi. Bữa nay được 20 phải không? Ngày mai em sẽ cố gắng chinh phục hơn 20 quý vị. Ô, 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 my god, ô, oh, trời ơi, đừng có bấm vô cái cục này, nhìn bà nội mày chứ nhìn, đi dùng dưới khơi, nhìn bà nội mày, ô, oh, trời ơi, ôi bấm sớm quá, oh my god, trời ơi, oh.
Quý vị cứ chờ đi, từ đây cho tới 20% em không nói chuyện miếng nào đâu. À đù mẹ. Yes. 22%. Yeah, 22%. Oh yeah. Come on. Oh my god, trời ơi. Bậy quá, bậy quá. Đi cái con đường đó thật là bậy quá đi. Oh my god, trời ơi. Trời nó nhanh quá. Mẹ nó vừa nhanh, nó vừa chấp chấp, nó vừa giật giật. Thôi tao đi tĩnh tâm đi, tao đi tĩnh tâm đi, mệt quá. Ok quý vị, sau một lúc ngồi nghe chú đại bi thì cuối cùng em đã được bình tâm lại rồi quý vị ạ. À, bây giờ tiếp tục thôi. Chết mẹ rồi, tâm không tỉnh rồi. Trời ơi, không kịp thở nó luôn trời. Mỗi lần tới cái chỗ này toàn phải nín thở không luôn á. Trời ơi, cái này, cái màn này không thể nào mà có sai số được luôn á. Mỗi lần bấm là phải vừa nhanh, vừa đúng thời điểm mà vừa chính xác nữa, là không thể nào sai số được luôn. Ủa con chuột lừa, ủa con chuột liệt mẹ nút gì vậy? Sao tới cho đó bấm nhẹ không được? Ok. Rồi xong VN con chuột của tôi có vấn đề rồi quý vị ơi. Đâu vẫn bấm được mà. Nè, ừ. Trời ơi, tại sao không thể nào vượt qua được con số 17% là như thế nào? Lên 20 còn không nổi thì nghĩ gì tới cái chuyện vượt qua 22 hết trời. Trời ơi, ho luôn. Mẹ ơi. Tao mệt mỏi với mày lắm rồi. Làm ơn, lên 20% giùm tao. Cái gì này. Từ nãy giờ chơi gần 1 tiếng đồng hồ rồi đó. 51 phút rồi. Trời ơi, thời gian không có mà. Cái này nó cứ nhìn hoài luôn thiệt chứ. Ngày hôm qua là em chỉ chơi tới 59 phút thôi quý vị. Bữa nay thì em cố gắng em chơi cỡ 1 tiếng rưỡi nè. Nhưng mà giờ suy nghĩ lại, mà thời gian mình không có mà chơi tới 1 tiếng rưỡi sao chơi được chơi. Tao quỳ tao lại mày, trời ơi trời. Mày đừng có hành hạ tao nữa. Cái này cũng... hai trăm hai mươi tám mạng nhảy 3872 lần. Thôi gán thêm vài chục lần nó đi rồi mình nghỉ luôn nha quý vị, rồi chiều em chinh phục nó tiếp. Đây đúng là một cực hình, một sự đau khổ tột cùng, một sự tra tấn tinh thần hành hạ thể xác. Đúng. Ok, hẹn quý vị vào chiều nay nha. Bây giờ em sẽ nghỉ một chút và sẵn tiện để em đi có việc luôn. Chiều nay em sẽ tiếp tục chinh phục nó. Ok. Ok, quý vị, ngày thứ 3. Chiều ngày hôm qua em tính chơi đó nhưng mà có điều tự nhiên cái mệt quá thêm lo học bài quý vị. Cho nên là thôi, nghỉ luôn. Và hôm nay lại tiếp tục. Trời ơi. Ô đây rồi, rồi. Trời ơi. Oh my god, trời. 22%, trời sao mong nhích lên được thêm 1% nữa. À, em quên nói với quý vị nghe đó là bữa nay em sẽ chơi có 30 phút thôi. Bởi vì chiều nay là em đi học rồi, em còn phải học bài nữa, cho nên là học về em chiến tiếp nha quý vị. Trời ơi, cái gì vậy? Đây rồi.
Yeah! Woo! 26%! 26%! Yes! Woo! Đây rồi, đây rồi, đây rồi! Woo! Woo! Wow! Yeah! 30%! Yeah! 30%! Woo! Cái gì vậy? Mới 30% xong mà! Bắt đầu rồi đó! Bắt đầu rồi đó! Cái đề... Bắt đầu thiệt rồi đó! Nhưng mà bữa nay tăng lên tới 30% rồi, cho nên là mặc dù chết rất là nhiều nhưng mà có điều là không có gọi là bực mình cho lắm. Ok, đừng có bấm vô cái cục này. Oh, oh my god, trời ơi, sao không gắng nhích lên 31% đi trời. Ui, rồi đây, rồi đây. Trời ơi, sao, tại sao giống 30% là sao? Thật là bất công quá đi. Sao mà cái ông kia ông chơi được cái kiểu ấy hay ta? Ô trời ơi, cái đoạn này nó chớp chớp, nó không thiên mì chứ. Ô trời ơi, bấm lô quá rồi. Màn tắm ơi. Yeah. 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 Ok quý vị ơi, được 30 phút rồi. Đây em cho quý vị coi nè, đây em quay được 30 phút rồi, sắp 31 luôn rồi. Vừa tròn 100 mạng luôn nha quý vị. Giờ thì em sẽ gọi là nghỉ nha quý vị. Em nghỉ rồi cho nó em học bài chút đỉnh để chiều nay em còn kiểm tra nữa quý vị ơi. Rồi sau khi mà kiểm tra xong rồi, học xong rồi, tối nay về thì em sẽ gọi là chiến tiếp nha quý vị. Trời ơi, không biết bao giờ mới xong được cái level chích tiền này đây nữa. Ôi trời ơi. Quý vị thông cảm nghe, hiện tại giờ là 9 giờ đêm rồi. Giờ cha em mới ngủ nghe quý vị, cho nên là không nên dám là lớn quý vị ơi. Anh lắp cái gì anh lắp? Tao không cần anh lắp, tao chỉ cần 31% thôi. Trời ơi là trời, thiệt luôn á, từ nãy tới giờ chỉ được đi đến 30%, đúng có 2 lần rồi, không qua được 31 luôn. Yeah, được rồi, trời ơi, một cực hình. À, tới cái đoạn này nó chớp y hệt như là tình cảm của Crush nó dành cho tôi vậy đó, không thể nào thấy được. Oh my god, yeah, bắt đầu có tiến triển rồi đó. Quý vị đợi em chút, em đi làm cái nước em uống cái. Mệt quá. A few minutes later. Má kia là chết luôn rồi mẹ. Ngày thứ ba rồi vậy mà mới được có 31% mà. Oh my god, trời. Rồi thôi em nghĩ chắc bữa nay tới đây thôi quý vị ơi. Tại vì bây giờ là 9:40 rồi. Gần 10 giờ mà hiện tại là em không có đeo tai nghe quý vị. Em mở loa ngoài luôn á. Cho nên là âm thanh trong game mà quý vị nghe được là cái loa em đang phát cho cái webcam á. Rồi cái webcam nó thu vô á. Cho nên là ở bên ngoài á là đùng luôn. Mà bây giờ khuya cho nên là em không thể nào mà em làm ồn được. Cho nên là thôi bữa nay tới đây thôi quý vị ơi. Với lại thêm cái là em vừa mới sực nhớ là em cần phải làm một việc nữa liên quan tới vấn đề học tập của em. Thêm thứ hai nữa là cha em hiện tại là đang ở nhà cho nên là quay video nó cũng hơi khó. Đó.
Rồi, bữa nay tới đây thôi. Ok quý vị, ngày thứ tư. Ngày hôm nay thì em gọi là đi làm bài quý vị ơi. Em đi làm bài triết học nhưng mà ôi tự nhiên đuối quá trời luôn. Thì lúc bài dở đuối quá. Tới bây giờ em mới bắt đầu em chơi. Bây giờ là 6 giờ rồi. Trời ơi, cái bài này có 2 phút mấy thôi mà chơi 4 ngày chưa xong nữa. Oh my god, trời ơi. Ok quý vị ơi, chắc em nghĩ là em nên đi tắm xíu quý vị ơi. Tại sáng giờ chưa tắm lần nào luôn. Chắc giờ em đi tắm xíu thì sau đó em quay lại em chiến tiếp nữa quý vị. Trời ơi, 37%, wow. Oh my god, oh. Yeah. Oh trời ơi. Hồi nãy qua được, bây giờ qua không được. Trời ơi, tức vừa lờ. À trời, bấm ngu. Trời ơi, nhích được thêm 1% nữa. Trời ơi, nhiều dữ. À, tự nhiên đi bấm vô cái cục này, mẹ thiệt tình. Chứ bấm cục này đừng có thiệt, nó bấm thêm nữa. Tức vừa lờ luôn. Trời ơi, lỗ tai. Trời ơi, mẹ kiếp, tới cái đoạn đó quên bấm mà. Không được rồi quý vị ơi, không được rồi. Em phải gọi là thư giãn một xíu. Cái nào không được. Em phải lên mạng em nghe một cái gì đó. À cái gì vậy? Chết mẹ trời ơi. Cái gì vậy? Ủa tới đoạn đó bấm là vẫn bị đi luôn hả? Ồ mới biết. Trời ơi, tới cái đoạn này là cái đoạn dễ nhưng mà chết luôn hả? Mày láng xẹt chứ. Trời ơi, cái gì vậy? Hồi nãy lần đầu tiên chơi tới cái đoạn này qua rất là ngon lành. Tại sao bây giờ gặp lại nó lại như thế này? The fuck? Mày đùa tao à? Sao mà cái mục tiêu mà chinh phục cái level này nó giống hệt như là cái ước nguyện có 100 triệu trong tay tôi vậy đó. Không thể nào chạm tới được. Trời ơi. Chắc là tàn xong chết quá. Lý do gì mà tại sao hồi nãy là được 38, bây giờ lại cứ 31 hoài, là thấy éo nào hả? Cái con game khốn nạn cái này. Trời ơi, lỡ tay bấm lộn rồi. Má đúng nhanh luôn. Y hệt như là sự xuất hiện của Crush trong cuộc đời tôi vậy. Dội đến rồi dội đi. Hết cứu rồi. Dạ tự nhiên thấy hơi đói bụng quá chị ơi. Con nào phải đi ăn không ta? Kiếm gì đó lót dạ quay lại chiến tiếp. Rồi thôi xong rồi. Thôi em đi kiếm gì đó em lót dạ. Nghe quá gì ơi. Đuối quá. Ok quý vị, em quay trở lại ở đây. Em mới vừa ăn hết 2 cái bánh sô-cô-la quý vị à. Em lục lọi thì không có khỉ khô gì ăn được hết á. Nhưng mà trong cái phần mà đồ ăn giặt của em á, có 2 cái bánh sô-cô-la. Lấy ra ăn luôn. Rồi bây giờ chiến tiếp thôi. Ủa, tao lót dạ rồi mà. Rồi
Ok quý vị ơi, thì em nghĩ là chắc ngày hôm nay tới đây thôi quý vị ạ. À. Đây 207 mạng nhảy 5630 lần. Em nghĩ là bữa nay ngưng tới đây thôi, tại vì từ nãy giờ thì cái điện thoại em nó cứ reo lên tin nhắn hoài không có tập trung được quý vị ơi, thiệt luôn. Bạn em nó nhắn tin gì từ lưa không dưới chân. Rồi thêm cái nữa em mới hay được một tin đó chính là bây giờ là phải đóng học phí quý vị ơi. Đóng học phí thì em mới đăng ký học phần được. Đăng ký học phần cái gì thì cái đó thì nó rất là lu bu phức tạp. Chắc em không giải thích cho quý vị hiểu được đâu, mà quý vị có thể tạm hiểu thì đăng ký học phần đó là quý vị phải đăng ký một cái môn nào đó thì người ta mới cho quý vị học, còn quý vị không có đăng ký thì người ta không cho quý vị học đâu. Và sau khi quý vị đăng ký xong quý vị phải đóng tiền nha. Em vừa mới nghe Phong Phanh đâu là đó là bây giờ là phải đóng học phí thì mới được đăng ký học phần, còn không đóng thì không được đăng ký đó. Còn nếu như mà chưa có tiền đóng thì chúng ta có thể làm cái đơn để mà quản lại, nhưng mà có điều là em qua làm rồi cho nên bây giờ là em bắt buộc phải lo sắp xếp để mà đóng tiền học phí để quý vị ơi trời bé học phí học phí. Rồi bây giờ thì em sẽ thử thêm một lần nữa, rồi nếu tới được tới đâu thì tới cho quý vị, xong lần này kết thúc luôn. Hết cứu rồi. Ok, ngày năm nha quý vị. Rồi từ sáng tới giờ mà em mệt quá quý vị ơi. Ôi, nhiều chuyện lu bu quá trời luôn, quá trời có đất mệt luôn. Bây giờ mới có thời gian vô game nè. Oh! Ok quý vị, tự nhiên em đang chơi em nghe có tiếng thông báo thì em mở lên em coi nó thông báo là hết dung lượng quý vị, thế là em phải ra em xóa bớt những cái gì mà gọi là không cần thiết đi để mà cho nó chống bớt để mà em tiếp tục quay quý vị. Rồi ok giờ thì tiếp tục nha. Trời ơi là trời, nó mệt được quá. Ôi cái đủ trời ơi, nó bấm ngay cái cục này chi vậy? Đừng có bấm ngay cái cục này hay là đi lên được đây rồi sao nó xích thế được 40% rồi đủ. Đeo dùi, ngày hôm nay đeo dùi một chút nào. Ôi cái mẹ nhà nó, trời. Đeo vui một chút nào luôn, trời. Bữa nay phải chạy đôn chạy đáo lo vụ mẹ tiền học phí, mẹ photo thêm tài liệu, photo thêm bài môn triết học. Bây giờ vô trong cái game này đéo được mua 40% nữa trời. Oh my god trời. Ủa chết chỗ nào vậy? What, chết chỗ nào vậy? Hả? Nào đi, chết chỗ nào vậy? Trời ơi, gấp quá làm cái gì không biết nữa. Cái điện gì vậy? Trời ơi, tại sao không gắn nhích thêm 1% nữa cho đủ 40 con đi trời. Ok quý vị ơi, hôm nay tới đây thôi và em bỏ cuộc quý vị ơi. 5 ngày nay là đủ lắm rồi, trong 5 ngày này là đủ lắm rồi. Và em không thể quay thêm được nữa, tại vì bây giờ cái ổ đĩa của em dung lượng nó bị thấp rồi, không còn chỗ để quay thêm nữa. Và thứ hai nó là em sắp thi của quý vị ạ, cho nên là em cũng không thể nào tiếp tục chơi cái level khốn nạn này nữa quý vị. Em buộc phải nghỉ thôi quý vị, em buộc phải nghỉ để mà em còn lo thi nữa và để mà còn edit cái video này nữa chứ. Đó, rồi, ok. Tạm biệt quý vị, hẹn gặp quý vị vào những video lần sau. Tôi bỏ cuộc. Trời ơi là trời thiệt luôn á hả? Bật chế độ đồ quả thấp nè. Rồi ok, hôm nay tới đây đủ rồi. Chắc clip này nó dài như lịch sử văn minh châu Âu mất. Nghỉ.